Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ để làm điểm cho các đơn vị trong toàn quân. Một trong những kinh nghiệm tốt của tỉnh Quảng Ninh được Bộ Quốc phòng ghi nhận là việc tỉnh đã tập trung đầu tư huy động các nguồn lực sẵn có của địa phương để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ diễn tập nhưng có thể sử dụng lâu dài, đa công năng. Để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ diễn tập, tỉnh Quảng Ninh đã huy động 100.000 ngày công của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang để đào đắp khoảng 120.000 mét khối đất đá, xây dựng các công trình hạ tầng phòng thủ, đảm bảo các yêu cầu về tính bền vững, bí mật, phục vụ công tác phòng thủ lâu dài và đa công năng. Ví như, việc đổ nhiều cây số đường bê tông sẽ đáp ứng cho cả nhiệm vụ quân sự và nhu cầu dân sinh. Đây cũng là một kinh nghiệm tốt trong quá trình chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ điểm của tỉnh Quảng Ninh năm nay. Thì theo cái tinh thần chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, trực tiếp là đồng chí Tổng tham mưu trưởng, và tất cả các cái công trình để cho diễn tập thì đều mang tính lưỡng dụng và lâu dài, và quán triệt cái tinh thần đó thì riêng về đầu tư nguồn kinh phí cho cái cuộc diễn tập trong cái xây dựng các cái cơ sở vật chất cũng như là các cái thiết bị sở trường diễn tập thì chúng tôi đầu tư vào có tới trên 90% là để các cái công trình mang tính lưỡng dụng lâu dài. Các huyện tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ninh cũng huy động hơn 6.000 ngày công, đào đắp hơn 4.600 mét khối đất đá, xây dựng các công trình phục vụ cho diễn tập và sử dụng lâu dài cho việc huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Nhờ đó, các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh Quảng Ninh đảm bảo mục tiêu gắn sát với thực tế từng địa bàn cơ sở. Đây là một trong những cái diễn tập phòng thủ gắn hết sức thực tiễn với cái địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh của tỉnh Quảng Ninh, với cả biển đảo, với cả biên giới trên bộ trên biển, cũng như vùng núi cao, vùng dân tộc, vùng các cái đô thị phát triển, các cái khu công nghiệp, khu kinh tế. Một điểm mới của diễn tập khu phòng thủ của tỉnh Quảng Ninh năm 2017 đó là địa phương đã tập trung đầu tư các công trình hạ tầng phòng thủ mang tính chất lưỡng dụng, bền vững và lâu dài. Lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã huy động nội lực, huy động rất nhiều ngày công của cán bộ chiến sĩ để đào hàng trăm nghìn mét khối đất đá để xây dựng những cái hầm hào phòng thủ, cũng như là vận dụng những cái nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để làm hàng chục nghìn mét vuông lưới ngụy trang, giúp giảm 1/3 giá thành. Ngoài việc chủ động, sáng kiến tự làm gần 30.000 mét vuông lưới ngụy trang, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh còn tự chủ xây dựng các mô hình vũ khí trang bị phục vụ diễn tập. Sau diễn tập, các công trình trang bị này sẽ được sử dụng lâu dài cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và nâng cao năng lực phòng thủ của địa phương. Tỉnh Quảng Ninh ngày hôm nay đã khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo diễn tập. Cùng dự có đại diện các bộ ban ngành trung ương. Quảng Ninh là địa phương được Bộ Quốc phòng chọn tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh làm điểm cho toàn quân tham quan và làm cơ sở để rút kinh nghiệm cho các địa phương trên toàn quốc. Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ninh năm 2017 gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Trong sáng nay, tỉnh Quảng Ninh đã thực hành nội dung diễn tập các nội dung chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, xây dựng kế hoạch tiếp nhận người về qua biên giới, cửa khẩu. Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 của tỉnh Quảng Ninh là một bước quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là của cơ quan quân sự công an trong việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo công tác quốc phòng an ninh, xử lý các tình huống khẩn cấp và tác chiến khu vực phòng thủ. Quảng Ninh là một địa phương có biên giới trên đất liền và trên biển. Chính vì vậy, trong diễn tập khu phòng thủ năm nay, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung củng cố cơ sở hạ tầng, các công trình phòng thủ theo hướng bền vững, lưỡng dụng và có thể phục vụ các nhiệm vụ dân sự và quân sự. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh cũng triển khai thực binh các tình huống ở trên biển nhằm phòng chống khủng bố, giải cứu con tin và cứu hộ cứu nạn.
Chiều nay tại thành phố Hạ Long, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh với nòng cốt là lực lượng công an, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành thực binh xử lý tình huống trên biển với đề mục đánh chiếm mục tiêu, giải thoát con tin, cứu hộ và chữa cháy trên biển. Các lực lượng tham gia diễn tập đã nghiên cứu nắm chắc quan điểm đường lối chiến lược về quốc phòng an ninh của Đảng, Nhà nước, bám sát thực tế địa bàn, tình hình kinh tế xã hội đặc thù của tỉnh Quảng Ninh. Hiệp đồng phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo mọi hoạt động kinh tế xã hội diễn ra bình thường trong quá trình thực binh phòng chống khủng bố. Trong kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ năm nay, tỉnh Quảng Ninh còn tổ chức lễ bàn giao phương tiện tàu thuyền cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong diễn tập khu vực phòng thủ nhằm cụ thể hóa quy định của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Theo nội dung hiệp đồng hàng năm, khi có yêu cầu, tỉnh Quảng Ninh sẽ bàn giao các tàu cá được trang bị đầy đủ về thiết bị đi biển và nhân lực vận hành tàu cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam để triển khai các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Trong cái nội dung này, thì chúng tôi tiến hành tiếp nhận, giao nhận phương tiện giữa Bộ Tư lệnh Vùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Sau khi tiếp nhận, thì chúng tôi sẽ tiến hành các cái nội dung có liên quan. Trong đó có một nội dung hết sức quan trọng, đó là cái tổ chức huấn luyện cho cái lực lượng phương tiện và nhân lực để sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Theo quy chế, hàng năm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 hiệp đồng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh về nội dung chương trình huấn luyện cho tàu thuyền dân sự của địa phương được huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam theo chương trình huấn luyện do Bộ Tổng Tham mưu biên soạn. Quảng Ninh đang quản lý dải bờ biển dài 250 km với hàng nghìn tàu thuyền phương tiện đánh bắt thủy hải sản. Việc triển khai nội dung huy động lực lượng nhân lực tàu thuyền dân sự trong diễn tập khu vực phòng thủ sẽ giúp tỉnh Quảng Ninh chủ động xử trí tốt các tình huống khi có yêu cầu. Tại cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh, hôm nay các bên tham gia đã tiến hành đề mục thực binh phòng tránh, đánh trả địch tấn công hỏa lực đường không, giữ vững khu vực phòng thủ tỉnh. Trong tình huống địch sử dụng máy bay tên lửa hành trình đánh phá trung tâm thành phố với quy mô lớn, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp cùng các sở ban ngành đã sơ tán thành công người dân cùng học sinh trường trung học cơ sở Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, đồng thời phối hợp với đơn vị phòng không được quân khu tăng cường, tổ chức đánh trả hiệu quả các đợt tấn công của địch. Tình huống thực binh diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Đây là cơ hội để chính quyền địa phương nâng cao nhận thức và kỹ năng phản ứng cho nhân dân khi có tình huống xảy ra, đồng thời là dịp để lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh và quân khu 1 đánh giá khả năng phối hợp trong tác chiến bảo vệ khu vực phòng thủ. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh với đề mục Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 hiệp đồng với các lực lượng chức năng, tổ chức chống cướp biển, cướp có vũ trang, buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên biển. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, rèn luyện kỹ năng cho cán bộ chiến sĩ, khả năng hiệp đồng phối hợp giữa lực lượng cảnh sát biển với các lực lượng chức năng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam. Tình huống giả định là lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nhận được thông báo về việc tàu Kangaroo 15 treo cờ nước ngoài có trọng tải 4.000 tấn, chở khoảng 3.500 tấn dầu DO đang trong hành trình thuộc hải phận quốc tế thì bị mất tích, có khả năng bị cướp. Bọn cướp đang đi vào vùng biển khu vực tiếp giáp giữa Việt Nam và Indonesia. Trên tàu có 11 thuyền viên. Nhận được tin báo, vùng cảnh sát biển 3 nhanh chóng triển khai đội hình chiến thuật truy đuổi, vây bắt tàu cướp, tiến hành vây ép kết hợp tuyên truyền kêu gọi bọn cướp dừng tàu. Khi thực hiện nhiệm vụ thực binh chống cướp biển, cướp có vũ trang, bản thân phải hiểu rõ về cái nhiệm vụ chống cướp biển và cướp có vũ trang, tổ chức quán triệt giáo dục cho toàn thể cán bộ chiến sĩ và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực luyện tập. Để vừa khống chế được bọn cướp, vừa giữ được an toàn cho các con tin, ngoài lòng dũng cảm, mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển đều phải có tinh thần lan xả và xác định quyết tâm cao nhất. Công tác hiệp đồng giữa các thành viên trên tàu cũng có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm xử lý tốt các tình huống xảy ra. Một trong những điểm nổi bật trong diễn tập lần này là Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tích cực, chủ động, làm tốt công tác chuẩn bị, từ tổ chức chuẩn bị văn kiện cho đến diễn tập thực binh sát với tình hình thực tế của đơn vị và sát với tình huống xảy ra. Do đó, khi bước vào diễn tập, các biên đội nhanh chóng hiệp đồng chặt chẽ,
khống chế, áp sát mục tiêu, giải cứu con tin an toàn. Chủ động tổ chức giải quyết những tình huống sát với thực tế diễn ra. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ của vùng 3 qua diễn tập này thì đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong chuẩn bị và tham gia diễn tập. Đợt diễn tập này sẽ giúp vùng cảnh sát biển 3 có thêm những kinh nghiệm quý để sẵn sàng chủ động ứng phó, xử lý tốt nhất những tình huống trong chống cướp biển và cướp có vũ trang trên vùng biển phía Nam. Vào lúc 6 giờ sáng nay, ghe thu mua Kim Hồng số hiệu KG94018TS đang hoạt động trên vùng biển Thổ Chu, cách cảng bãi ngự khoảng 5 hải lý thì bất ngờ bị sóng đánh lật úp. Lúc gặp nạn, trên ghe có 4 thuyền viên bị sóng đánh rơi xuống biển. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, các thuyền viên được ghe mang số hiệu NT90907TS phát hiện và cứu vớt đưa vào bờ an toàn. Nhận được tin báo, đồn biên phòng Thổ Châu thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo cho trạm biên phòng bãi ngự phối hợp với tàu, thuyền của bà con ngư dân đang neo đậu trong khu vực cảng tiến hành lai rắt ghe bị nạn vào khu vực cảng để sửa chữa. 4 thuyền viên trên ghe bị nạn bị thương nhẹ hiện đã bình phục và đang phối hợp với trạm biên phòng để khắc phục hậu quả.